Dạ vâng, mình xin chào bạn Sang nha. Thì bạn hỏi là trồng bông rang Mỹ Hồng mà lên mô á, thì cách bao nhiêu mét một cây? Thì tùy theo bạn trồng lấy tàn lớn hay nhỏ nữa nha. Ví dụ như bạn trồng tàn ngang khoảng tầm 1 mét đó, và bạn nuôi trong vòng 1 năm bán á, thì bạn cách là 8 tấc. Còn mà bạn nuôi khoảng tầm 2 năm mới bán á, thì khoảng cách khoảng cây này qua cây kia là 1 mét. Thì cứ như vậy, theo ý kiến của mình là như vậy nha. Còn tùy theo người trồng nữa, còn tùy theo nhà vườn, mỗi người có cách trồng khác nhau. Ví dụ như mình muốn cho cây cách nhau xa để cho thoáng á, cho ảnh và để tiện chăm sóc á, thì bạn cứ mình trồng hai hàng thì mình cách nhau khoảng 1,2 m đến 1,5 m để cho thoáng, để mình đi lại chăm sóc nặng cho dễ. Cứ như vậy bạn trồng hết vườn. Còn nếu như mà bạn trồng số lượng nhiều mà đất mình ít á, thì mình trồng dày lại chút, cách cái đường đi nhỏ lại đó. Thì mình theo ý kiến của mình là vậy. Còn các bạn thì sao, bình luận bên